quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos cho biết tàu vũ trụ thăm dò mặt trăng Luna 25 đã va chạm với bề mặt mặt trăng sau khi gặp sự cố trong quá trình chuẩn bị hạ cánh. Roscosmos xác nhận mất liên lạc với Luna 25 từ 14 giờ 57 phút ngày 19 tháng 8 giờ Nga, tức là 18 giờ 57 phút giờ Việt Nam. Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp nhằm xác định vị trí và khôi phục liên lạc với tàu, nhưng không thành công. Roscosmos nhấn mạnh do sai lệch của các thông số xung lực thực tế so với thông số tính toán, tàu vũ trụ Luna 25 đã chuyển sang quỹ đạo lệch thiết kế và không còn tồn tại. Cơ quan này sẽ tiến hành điều tra các nguyên nhân dẫn tới va chạm. Trước đó, rạng sáng 11 tháng 8, Nga đã phóng tàu thăm dò mặt trăng Luna 25 vào không gian, đánh dấu bước khởi động lại chương trình thăm dò mặt trăng của nước này sau gần 50 năm. Sau Luna 25, Nga có kế hoạch phóng tàu Luna 26 và Luna 27 lần lượt trong các năm 2024 và 2025. Bộ Tình trạng Khẩn cấp và Đối phó với Biến đổi Khí hậu tỉnh bang British Columbia, miền Tây Canada đã yêu cầu hàng chục ngàn người dân sinh sống tại khu vực này sơ tán khẩn cấp trong bối cảnh các đám cháy rừng đang lan rộng. Cơ quan này cho biết ngọn lửa vẫn đang tiếp tục lan rộng ra hơn 6.000 hecta rừng. Trước đó, Bộ Tình trạng Khẩn cấp và Đối phó với Biến đổi Khí hậu tỉnh cũng đã đưa ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi nhiều ngôi nhà bị phá hủy trong các đám cháy rừng. Thủ hiến bang British cho biết khu vực này đang phải đối mặt với mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử. Lực lượng cứu hỏa nhận định cháy rừng sẽ còn diễn biến phức tạp hơn trong những ngày tới do gió mạnh. Nhà chức trách địa phương cảnh báo các tuyến đường và sân bay có thể bị ảnh hưởng bởi cháy rừng, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục đi sơ tán nếu không cần thiết phải ở lại. Còn tại Mexico, thì bão Hilary đã đổ bộ vào bán đảo Baja của nước này. Cơn bão này được dự báo có khả năng gây ra lũ lụt thảm khốc trước khi tiến về phía tây nam nước Mỹ. Các nhà khí tượng học cho biết cơn bão sẽ gây ra các cơn sóng cao tới 12 mét dọc khu vực bờ biển Thái Bình Dương của Mexico. Hiện người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của bão đã di chuyển tới các nơi cư trú an toàn do giới chức địa phương thiết lập. Hải quân nước này đã sơ tán 800 người tại khu vực bờ biển Baja. Khoảng 3.000 binh sĩ cũng được huy động để đối phó với các tình huống khẩn cấp. Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia của Mỹ cho biết cơn bão dự kiến sẽ đi về phía tây nam của nước Mỹ trong vài ngày tới. Thống đốc bang California đã ban bố tình trạng khẩn cấp, trong khi nhà chức trách đã hối thúc người dân chuẩn bị ứng phó với bão. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Nhập khẩu hải sản trong tháng 7 của Trung Quốc từ Nhật Bản đã giảm mạnh 34% so với tháng trước và giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin được truyền thông Nhật Bản đăng tải trong bối cảnh một số quốc gia láng giềng lo ngại về độ an toàn sau khi Tokyo thông báo kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển. Thống kê thương mại từ cơ quan hải quan Trung Quốc cho thấy mức giảm trên tương ứng với 234,51 triệu nhân dân tệ. Sự sụt giảm này được cho là có liên quan đến việc Trung Quốc tiến hành kiểm tra độ phóng xạ được áp dụng vào khoảng ngày 8 đến ngày 9 tháng 7 đối với tất cả hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản. Các cuộc điều tra của Bắc Kinh mất ít nhất 2 tuần để hoàn thành và thủ tục này trên thực tế đã trở thành một biện pháp hạn chế nhập khẩu đối với mặt hàng hải sản dễ hỏng, mặt hàng mà độ tươi của sản phẩm là yếu tố then chốt. Trong nửa đầu tháng 7, cá ngừ tươi và các sản phẩm hải sản khác từ Nhật Bản đã bị loại bỏ sau 10 ngày bị kiểm tra ở Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, khiến các nhà xuất khẩu Nhật Bản thiệt hại hơn 100 triệu yên. Tuy nhiên, thủ tục kiểm tra phóng xạ được dự đoán sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu các sản phẩm thủy sản đông lạnh có thể bảo quản trong tủ đông. UNESCO đã hợp tác với chính quyền địa phương ở Basra, Iraq để cải tạo những ngôi nhà cổ với kiến trúc cửa sổ lồi độc đáo gọi là Sanashiv. Sáng kiến này là một phần trong nỗ lực thúc đẩy du lịch và gìn giữ giá trị lịch sử của các thành phố cổ thuộc đế chế sớm nhất trên thế giới. Ngày càng nhiều khách du lịch tới Iraq tham quan các địa điểm trải dài từ hệ sinh thái sa mạc và đầm lầy rộng lớn đến những tàn tích của các thành phố cổ đại. Do đó, Ủy ban Cổ vật và Di sản Basra cùng UNESCO đã thực hiện dự án cải tạo tổng cộng 11 ngôi nhà có kiến trúc Sanashiv. Khu vực này mang đậm chất di sản văn hóa và nó đại diện cho những giá trị lịch sử ở Basra. Do đó, UNESCO đang cải tạo những ngôi nhà này. Chúng tôi đang cải tạo 8 ngôi nhà sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9 năm nay. Sanashiv là một yếu tố kiến trúc đặc trưng mang tính truyền thống Hồi giáo. Kiến trúc độc đáo này thể hiện bởi loại cửa sổ lồi nhô ra khỏi bức tường chính của tòa nhà, được chạm khắc bằng gỗ. Các kiến trúc này còn lại ở các thành phố Trung Đông chủ yếu được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, nhưng một số công trình có tuổi đời từ 3 đến 400 năm.
Nơi này từng được gọi là khu phố của người Armenia theo Cơ Đốc giáo và bây giờ nó được gọi là Malat Anbasa. Nơi này được đặt tên như vậy bởi các gia đình theo đạo Thiên Chúa sinh sống ở đây và chăm lo cho một nhà thờ tên Matoma có niên đại 300 năm. Dự án được tài trợ bởi Liên minh châu Âu và được thực hiện với sự cộng tác của Bộ Văn hóa, Ủy ban Cổ vật và Di sản Nhà nước và tỉnh Basra.